Thưa quý vị, ngay sau khi diễn viên Hữu Tính bị phát hiện sử dụng ma túy, rất nhiều người đã tràn vào trang cá nhân trên Facebook của diễn viên này và chỉ trích. Một bộ phận khán giả gay gắt cho rằng Hữu Tính là người của công chúng mà lại có hành vi vi phạm pháp luật thì cần xử lý nghiêm để làm gương. Số khác còn kêu gọi tẩy chay nam diễn viên sau khi vụ việc xảy ra. Đáng nói là Trúc Anh, bạn gái nam diễn viên cũng bị liên lụy. Được biết, Hữu Tính và bạn gái Trúc Anh quen nhau khi biểu diễn tại sân khấu kịch Hồng Vân. Cách đây một năm, Hữu Tính cũng đã công khai có bạn gái sau 4 năm tìm hiểu. Sau vụ việc Hữu Tính bị phát hiện sử dụng ma túy, nhiều khán giả trên mạng xã hội đã mỉa mai Trúc Anh khi người yêu có hành vi vi phạm pháp luật. Không chỉ vậy, một bộ phận dân mạng khuyên cô nên chia tay Hữu Tính để tránh mang họa vào thân. Theo tìm hiểu, ở thời điểm hiện tại, trang Facebook của Trúc Anh đã mất tích. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã tạm khóa trang cá nhân khi vấp phải làn sóng phản ứng từ phía mạng xã hội. Trúc Anh là một diễn viên trẻ thuộc sân khấu kịch Hồng Vân, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn. Thời gian gần đây, cô xuất hiện cùng Hữu Tính trong một số chương trình như Bạn đời ăn ý, Tâm đầu ý hợp. Nam diễn viên từng tiết lộ bạn gái luôn đề phòng những câu nói của anh vì anh thường xuyên trêu chọc. Bên cạnh đó, khi nói về bí quyết giữ gìn mối quan hệ tình cảm, anh nhấn mạnh niềm tin chính là yếu tố quan trọng vì nếu không có sự tin tưởng thì tình yêu sẽ không thể lâu bền. Theo thông tin của báo Thanh Niên thì hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8 đang củng cố hồ sơ xử lý Trần Hữu Tính cùng nhóm người liên quan về các hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy. Trên trang cá nhân có hơn 100.000 người theo dõi của anh, dân mạng đăng tải hình ảnh nam diễn viên bị bắt khi dùng chất cấm kèm theo những bình luận mỉa mai. Một tài khoản bình luận: làm người nổi tiếng trong nước, có tiếng nói, có hình ảnh là sử dụng chất cấm, chẳng khác nào đang ủng hộ tệ nạn xã hội. Một độc giả của báo Thanh Niên viết: bao nhiêu năm phấn đấu vừa mới được chút tên tuổi, nay có lẽ phải bay theo làn khói trắng, đúng là hay. Tuy nhiên, nhiều bình luận phản đối việc dân mạng tấn công những người không liên quan, bao gồm cả đồng nghiệp trong nhóm hay, bạn gái cùng gia đình Hữu Tính. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin cập nhật liên quan đến vụ việc nam diễn viên hài Hữu Tính bị phát hiện sử dụng ma túy. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong những tin tức tiếp theo. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại bình luận, đăng ký kênh và bấm vào nút chuông. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.